Nói về rút cam thì hầu hết những người mới tập rút cam và cái bánh mà rút cam đầu tiên của người mới rút á là bánh trước các bạn. Mà bánh trước nếu mà dùng thắng V thì càng tốt, tại nó sẽ giúp cho chúng ta thấy bằng mắt được cái độ chính xác gần 90%. Thì cái bàn cân tập tuân nó cân cũng tương tự, nó dựa vào theo cái phục. Đây tôi có mấy cái loại phục nhưng mà dùng thắng V để mình nhìn bằng mắt á, mình có thể nhận biết được. Thì thường các bạn thấy cái phục đây, đây là cái tâm nha, cái đường trực tâm của cái phục đi xuống dưới, thì dưới này là hai cái má đùm, hai bên má phục gắn cái đùm vào. Thì từ cái trực tâm của cái phục đi về phía sau á, đi về phía sau của chiếc xe trên sườn ngay thành dông tới đến ngay cái chỗ ngồi của chúng ta đó, thì nó là cái trực tâm, là cái tâm của xe. Thì bánh trước, bất cứ bánh trước nào cũng vậy, đùm bánh trước, đùm thắng đĩa, thắng càng, thắng V, bánh lớn bánh nhỏ đều bắt buộc phải nằm ngay cầm. Thì các bạn biết nếu mà để biết rút chính xác á hay không, thì chúng ta khi chúng ta rút cái bánh trước xong, mặt A đi, bây giờ mình nói mình đây là mặt A, rút xong chúng ta để vào, xong chúng ta đo, nếu mà nhìn mắt thấy ok rồi, muốn kiểm tra là chính xác rồi đó, chúng ta lấy cái bánh ra xây lại mặt B thì chúng ta kiểm tra càng thẳng. Cái này chỉ nhìn bằng mắt thôi nha. Thì các bạn thấy trên cái phục nó có hai cái ti đây, hai cái ti nó song song đó, đúng không? Thì khi gắn càng thắng, gắn bánh trước vào thì đùm thắng đĩa chúng ta cũng có, vành thắng đĩa chúng ta cũng có thể dùng càng thắng B để kiểm tra được. Thì chúng ta hai càng thắng trước, các bạn thấy đó là hai cái con một cái bên có lông đền, cặp lông đền hình bán nguyệt, lông đền lõm lồi đó, có một cặp thì đều bằng nhau nha các bạn. Thành ra cái hành trình của nó, bóp hành trình của càng thắng nó đi vào đều như nhau. Chứ nếu mà bên lớn, bên lông đền lớn, bên lông đền nhỏ là không được nha, bắt buộc phải bằng nhau. Thì bây giờ tôi có cái bánh này để xem có nó có đúng hay không, thì mình sẽ là cái lễ để mình nói concept để mình để xem nó đúng hay không. Thì mình lấy cái tâm của nó để mình chỉnh cái bàn rút cầm cho nó đúng. Rồi các bạn xem nha. Rồi các bạn thử nhìn hai cái má thắng nè, hai thanh nhôm của càng thắng đó, nó có song song. Bạn thấy không? Nó có song song với hai cái ti hai bên không? Nó đều không? Rồi bây giờ xem mặt nha, kiểm tra mặt bên kia. Rồi các bạn thấy sao? Nhìn bằng mắt thấy có thể là mình có thể đoán được 90%, đúng không? Còn nếu như bánh bị lệch về bên trái theo hướng của các bạn ấy, thì lệch về bên phải, đây là về bên trái. Thì nếu mà lệch về bên phải nha, giờ tôi lấy một cái bánh khác, tôi chưa rút cầm và chỉ gá đầu cầm cho cứng thôi. Bánh này bánh 700 luôn. Rồi các bạn xem nha. Má thắng sát nha, má bánh bên phải sát nha, giờ bên trái đưa vào. Các bạn thấy không? Hai cái má thắng bên đây nè, nó không song song với hai cái ti. Và khoảng trống giữa bên giữa cái niềm, bên phía bên niềm bên trái và bên phải không đều nhau. Rồi để chúng ta kiểm tra lại mặt trái của nó. Hai mặt. Rồi bây giờ lật về bên đây. Các bạn thấy không?
được căm chỉnh đúng chính xác á, thì chúng ta phải rút được bên trước. Bên trước đúng thì ta mới rút được bên sau. Còn nếu mà mới vào nghề rút căm á, mà chúng ta rút cái bên sau á là không được. Mà rút bên trước mà để rút nhanh và dễ rút á, là chúng ta rút thắng V. Tại vì thắng V đó là đừng không có thắng đĩa. Đừng thắng V á nha, đừng thắng V là không có thắng đĩa. Không có thắng đĩa, thành ra hai cái mặt mà để gá căm vào đó nó giang ra ngoài, hết ra ngoài vào cái má phục. Thành ra những cái căm đó là tạo lên một cái tâm trái căm. Thì chúng ta rút hai lực của hai bánh á, hai cái lực của những cái căm nằm hai bên khác nhau đó, nó đều nhau. Còn nếu mà đầm đĩa đằng trước đó, thì bên nặng thì bên nhẹ, bên chịu lực, bên đĩa nó chịu lực cứng hơn, nhiều hơn. Còn bên không có đĩa thì nó chịu lực. Trước hết các bạn, khi các bạn cân một bàn cân thì các bạn tốt nhất kiếm cho tôi cái đầm trước ngang qua 100 thôi. Tại vì thường 100, cái đầm 100 là cái thường cái đầm mà chúng ta thường hay rút nhiều nhất, đúng không? Thì lấy nó làm cái mẫu để mình rút. Sau đó chúng ta vẽ một cái tam giác cân. Tam giác cân thì các bạn nên dùng eke nha các bạn. Các bạn nên dùng eke nha, các bạn xem đây. Đó, dùng eke. Vẽ cho chính xác. Đây là tôi dùng giấy cạc tông, cái thùng cạc tông của nước suối La Vi. Còn nếu mà các bạn xác định mà để vẽ một cái bản như thế này và mình dùng nó luôn, làm một cái miếng như thế này á, thì chúng ta nên ra cái tiệm cắt BK đó. Chúng ta đưa chiều ngang qua nè, bằng đùm nè. Là 100 nè. Cái này là bánh xe đạp nha các bạn. Hai cái này là hai bên đây là căm đây. Còn này cái đường tâm đây. Đây là cái niềng. Nó thì thường thường là chúng ta rút bánh 26, xe thể thao thì rút bánh 26 inch nhiều nhất. Thì chúng ta lấy cái bánh 26 làm cho nó dễ. Nếu các bạn có 28, 29, 700 cũng được. Bánh nào cũng được. Nhưng riêng tôi thích làm 26 tại nó dễ hơn. Thì đây là một cái bánh nha các bạn, nó dài lên đây này, tôi cắt làm đôi đó. Rồi để bây giờ chúng ta tìm được cái một tam giác cân chính xác hoặc là hình thang cân chính xác thì các bạn xem. Đây nha, hai con tán cổ dê này nè đã xả ra rồi, nó không còn bóp cái trục chính nữa. Nên các bạn xem, nó di động đây. Đúng không? Đó, bàn cân nó chạy nè các bạn. Đây. Thì khi chúng ta tìm đúng vị trí và tạo cái tam giác này, tứ giác này là hình thang cân hoặc tam giác cân, thì hành trình của hai anh này nè cũng bằng nhau. Rất quan trọng. Và khi chúng ta di chuyển nè, bóp vô nè các bạn, xoay ha, đưa vào ha, hoặc đi ra ha, xe nè nó di chuyển ra vào, quan trọng là di chuyển bằng nhau, không có bên nào đi nhiều, không có bên nào đi ít, không có bên nào, tất nhiên là nó không có đi trước đi sau rồi, nó đi vào bằng nhau, khoảng cách di chuyển bằng nhau, không có bên nào đi nhiều và bên nào đi ít. Nhớ các bạn, cái điều đó rất quan trọng nha. Rồi. Trước hết là chúng ta dùng cái đùm 100. Đây các bạn, có thể các bạn để vào, kẹp lại khá cứng nha. Rồi, sau đó các bạn xem, chúng ta lắc nè. Đây, thì chúng ta tìm cái tìm vị trí đúng của cái thanh kẹp, hai thanh kẹp bánh đó nè. Chúng ta xây cái lưng này là chúng ta dễ làm hơn, còn phía bên đây thì khó làm nha. Thì các bạn xem, đúng không? Đi qua lại. Rồi, bây giờ các bạn xem làm sao. Tôi sẽ tìm cái tam giác cân. Để xác định được vị trí tâm của bánh xe đi đường dài thẳng xuống đây, thì chúng ta trước hết cái bàn của chúng ta để nè, nó phải phẳng nha các bạn. Cái bàn cân không nghiêng qua nghiêng lại nha. Cái điều đó, yếu tố rất quan trọng, nó là cái điểm gốc á. Cái bàn mà nó nghiêng á là cái bàn cân sai, không đúng nha. Rồi, bây giờ xong. Thì có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn đo hai bên đây nè, giữa hai trụ cố định chứ không phải hai thanh di chuyển nha. Rồi các bạn kéo đo từ đây qua đây là bao nhiêu.
các bạn chia làm hai, chia làm hai. Nếu như các bạn có thể lấy miếng băng keo trắng hoặc là sợi dây gì đó, các bạn căng từ đây qua đây nè, từ con tán này nè, qua con tán này, sau các bạn vẽ một, lấy cây bút á, các bạn mắc đó, làm dấu đó là ngay trung tâm, thì các bạn sẽ lấy sợi dây, cái đùm trước trên đây, các bạn nói là 100, các bạn chia làm đôi, các bạn lấy chính xác nha, các bạn lấy sợi chỉ đó, cột ngay chỗ này, rồi chúng ta cột xuống cái kéo xuống ngay cái điểm này cho đúng, ha, cho đúng. Tất nhiên đúng đây á là chúng ta thả lập lòn đó, chúng ta dùng con tán, con bù lon, con tán gì đó nặng á, chúng ta cột đây, thả xuống, và chúng ta nhìn xem cái sợi dây, cái đường trung tuyến đây nè, cái đường phân giác này nè, là nó cắt cái hai tam giác cân này ra làm đôi nè, và cũng là hình thang cân này ra làm đôi nè, nó phải chính xác nha, chạy ngang cái điểm mà chúng ta chia khoảng cách là làm đôi nè, đúng chính xác là chúng ta đã xác định được vị trí đúng. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ nhất là bác đặng các bạn đã xác định xong đúng rồi không, thì các bạn dùng lục giác, các bạn dùng hai tay nè, các bạn chịu cho nhẹ ra cho hai cái cổ dê nè ra ngoài, và các bạn xây nó cùng một hướng cho hai cái con lục giác ra ngoài nè. Khi chúng ta siết á, chúng ta không có xây tới xây lui, không di chuyển, thì các bạn xem đây và đây, chứ đừng có xây con trong con ngoài nhé. Các bạn siết con này xong các bạn xây con này nữa là nó có thể nó sẽ bị lệch, thì tốt nhất là chúng ta di chuyển cho hai con này nằm ngay đây, xây cái mặt ra phía sau để chúng ta dễ siết. Thì khi chúng ta đã xác định xong rồi, tiến hành siết nha, chúng dùng hai ngón tay các bạn bẹt nhẹ ra, bẹt cái gốc ra để duyên cho nó cứng, cho nó hai con này sát ra ngoài. Sau đó chúng ta dùng lục giác nha, dùng lục giác siết bên đây nhẹ lại, rồi tới bên đây, cái này hai con tán nó tôi đã thay rồi, thành ra nó không đồng bộ, rồi chúng ta siết đó, chúng mình đã gá xong rồi đó, đúng không? Rồi bây giờ siết luôn nha. Siết cứng xong, xem như chúng ta đã xác tìm được cái vị trí, xác định vị trí đúng của hai thanh kẹp bánh trục chính. Đó là cách thứ nhất. Bây giờ cách thứ hai nha. Rồi cách thứ hai, chúng ta nhả, chúng ta vẫn xả ra chứ, đúng không? Xả ra, đúng không? Rồi chúng ta lấy hai cây này ra, thì đây là một nửa bánh 26, nửa bánh 26. Cái niềng chúng ta dùng Ikea làm chính xác nha các bạn, tốt nhất các bạn nên ra tiệm làm bản có mấy chục ngàn thôi, là chúng ta dùng hoài luôn, thì nó là BK. Rồi chúng ta gác lên đó, chúng ta vẫn kẹp lại nhẹ thôi, vừa tới thôi, để bánh BK này còn lúc lắc cũng được nè, xong, đúng không? Rồi các bạn xem nha, với điều kiện là cái bánh xe này nè, tam giá này các bạn dễ phải đúng, sai là các bạn sai hoàn toàn nha. Rồi giờ ta di chuyển nè, đúng không? Di chuyển đó, di chuyển xong chúng ta lấy cái thước đây, chúng ta đo qua từ đây, từ má trong nè, hai má trong nè của hai trụ cố định trụ chân đó, các bạn kéo qua coi nhiêu. Hiện tại là nó 11 à, 11 chia làm đôi thì 5 5 rưỡi, 11 cm chia làm đôi là 5 cm rưỡi, đúng không các bạn? Rồi thì tôi cũng đã làm xong chính xác nha, chúng ta di động nè, về là sai nè, đúng không? Giờ hôm đây thì nhiều quá nè, không đúng, đúng không? Rồi chúng ta đưa qua, mà với điều kiện, tôi xin lỗi để nói lại cái này cho các bạn rõ nha, với điều kiện các bạn cân chỉnh cái phương pháp thứ hai này nè, thì với điều kiện cái này là phải là BK, tại BK các bạn cắt góc cạnh nó chính xác, còn cái này là bằng giấy nha. Thí dụ nha, hiện tại tôi làm bằng giấy, các bạn kéo di chuyển như nè, thì giấy mà nó mềm mà, hai cái mỏ này có thể bóp vô hoặc kéo ra nó bị lệch, không? Còn về BK các bạn bóp cứng như nè, hai cái bóp cứng đây nè, bạn đẩy, đúng không? Rồi cảm ơn các bạn nha, nhớ. Rồi xong, xem chúng ta xong 5 rưỡi, đúng không? Khóa nha, nhớ hai mặt của hai lục giác đưa ra ngoài, rồi bẹt hai ốc này ra chút xíu
hai lục giác rao xíu cho nó khóa. Vừa cứng, đừng có cứng quá. Sau đó chúng ta qua bên đây. Đó, cho hai con này gái vào điểm cố định xong. Chúng ta đo lại lần thứ hai để xem khi chúng ta siết nó có bị xê dịch không. Tại hai cánh này là nó giống như bản lề các bạn, nó nhẹ lắm nha. Ok các bạn. Đều. Rồi, giờ siết cứng luôn. Cứng nha các bạn. Nếu các bạn siết khóa hai con ốc lục giác này nè, hai cổ dê này không cứng á, sau này khi các bạn cân bánh xe đạp, các bạn để vào, ví dụ các bạn để vào, các bạn cũng phải kẹp lại đúng không? Các bạn kẹp hơi khá cứng chút xíu là hai má đùm này nó cứng lắm, chịu lại được. Hai tán to mà thì hai này sẽ bị chạy cây trục chính nè, cái trục răng nè, trục chính nè, nó sẽ bị lệch, là bạn cân bị lệch tiếp. Lúc đó các bạn phải cân lại lần nữa. Thành ra các bạn nên nhớ là siết hai anh này hơi khá cứng giùm tôi. Thì khi chúng ta cân bánh vậy, chúng ta cũng siết cái bánh này cũng vừa tới vừa thôi, đừng có lố tay quá, nó cũng không tốt, đúng không? Các bạn mà siết mạnh quá hai này đó, cong thì nó không cong đâu, nhưng mà bị quạt á nha. Rồi, xem như chúng ta đã xác định được vị trí và tìm được vị trí đúng của hai thanh đứng kẹp bánh xe nằm trên trục chính. Nó vừa rồi cân cái chúng ta vừa cân chúng ta tìm vị trí, xác định vị trí của trung tâm, xác định vị trí trung tâm của hai thanh đứng nằm trên trục giữa, đúng không? Thì chúng ta có thể dùng cái đùm, một cái đùm trước chúng ta tìm vẫn được, không cần tới anh này. Nhưng bây giờ tới tìm cái mỏ bằng cân này nè, các bạn không thể thiếu cái này nha, bắt buộc phải có. Các bạn không có là các bạn tìm sai hoài. Rồi, bây giờ chúng ta thay thế vị trí. Vào, hơi chặt, chúng ta nhả ra nha. Các bạn nhớ nha các bạn, các bạn dùng BK nha. Tôi nói lưu hoài thì nó không hay quá. BK là tốt nhất. Rồi các bạn vẽ ra công cái chiều dài của nó nè. Thí dụ là cái bánh 26 nè. Đùm trước bề ngang 100 nè. Cái khoảng này là khoảng cây cốt nè. Còn đây đường phân giác nè. Còn đây mấy cây câm nè. Thì cái niềng thì chúng ta lấy cái chiều nửa bán kính, cái bán kính của bánh trước, bánh 26 là nhiêu? Thường thường 28-29cm gì đó, chúng ta độ phỏng không? Làm ra. Rồi, chúng ta lấy cái hình này ra ngoài tiệm BK cho nó cắt. Chúng ta xài cả cuộc đời, đúng không? Rồi, khi tìm vị trí của mỏ bằng cân nằm ở giữa trung tâm của cái bánh trước thì chúng ta phải cần cái này, không có cái miếng giấy này chúng ta không tìm được nha. Rồi, khi chúng ta để cái này vào thì chúng ta xây mỏ bằng cân cho nó sát vào. Đây các bạn xem, bây giờ mỏ bằng cân ra vô nè, hai con này, hai cái con cổ dê này đã khóa trục chính và trục chính xây và xây, nhưng mà đã cố định trên điểm trục chính, không có di động được, chỉ xây thôi, xây thôi ha. Thành ra hai mỏ này ra vô nè, các bạn thấy nó đều rồi đó. Rồi bây giờ tôi thay thế cái này vào, thay thế cái đùm đưa này vào để xác định vị trí của mỏ bằng cân. Rồi, rồi chúng ta để vào và khóa bóp hai mỏ, đóng hai mỏ bằng cân lại vừa đúng vị trí của cái đùm trước ha, 100 ha. Sau đó chúng ta dùng một cái câm, bất cứ cái gì đó mà chúng ta đưa vào đây, chúng ta kéo đẩy, chúng ta di chuyển nha. Thì di chuyển thì cái này là bánh xe đó các bạn nghe vòng tròn vậy nè, xe vòng tròn vậy nè, đúng không? Thì cái này là cái bánh xe đây. Thì giờ chúng ta di chuyển đây, đưa ra ngoài, lúc đó đưa ra ngoài một cách tự nhiên nha, chúng ta làm sao mà kéo cho nó đều á, đi đều á, tự nhiên, chứ không có đưa về bên trái, về đều bên phải. Rồi chúng ta di chuyển cái con
cái ống răng dưới này, cho sao cho cái bánh xe, sao cho mỏ bằng cân về đúng vị trí phần bánh 26. 26 là bánh này này. Rồi các bạn thấy hơi lệch về bên kia đúng không? Bên này rộng đúng không? Đúng không các bạn? Tôi nhả ra chút xíu nha. Tôi dặn ra nó cho bánh lên để cho các bạn xem cho nó dễ. Rồi các bạn thấy chưa? Hở bên đây khoảng 3-4 ly đó, bên đây hẹp. Rồi bây giờ để xác định xem có đúng hay không, chúng ta lật cái mặt này lại một cái nữa. Đây, giờ các bạn thấy là la vi rồi đó, đúng không các bạn? Vẫn hở bên đây, đồ hở vẫn bên đây. Lý do tại vì cái bánh này ta làm đúng, nó nằm đúng vị trí nó rồi. Lật qua bên kia nó cũng nằm vị trí bên kia, nó nằm cố định một chỗ, nó không có sai. Còn nếu như các bạn xây cái mặt trái này lại đó, mà cái bánh cái miếng này nè mà lệch về bên đây là các bạn dễ các bạn làm cái bản sai rồi, không đúng á nha. Rồi nha, chúng ta kiểm tra thêm lần thứ ba, đúng chưa? Các bạn thấy rõ ràng nha. Rồi bây giờ tôi sẽ di chuyển, tôi sẽ đưa cái mỏ bằng cân về phía bên kia. Trên mỏ bằng cân các bạn dùng cái chìa khóa 19 nha, tốt nhất là chìa khóa dòng nó dễ nha, chúng ta đóng và mở nó dễ hơn. Thì bên đây con 819, bên đây 819, thì bắt buộc chúng ta phải mở bên xả. Nếu chúng ta di chuyển mỏ bằng cân về bên tay phải thì chúng ta phải xả con tán khóa đó bên tay trái, xả trước rồi con nào mới rút mới siết con tán bên tay phải thì nó sẽ đưa mỏ bằng cân về bên tay phải. Nếu chúng ta làm ngược lại, chúng ta siết anh này trước và chúng ta xả này sau thì không được nha các bạn, nó bị bóp nha. Rồi nhớ nha, thì mỏ bằng cân các bạn biết đó, thì dùng răng nhuyễn, mấy con trục phụ nè, trục chính, trục lớn á, thì dùng răng to để đóng mở di chuyển cho nhanh. Còn dưới này thì răng nhuyễn, nó đi rất là chậm. Mà cái độ các bạn vừa thấy nó lệch độ khoảng dùng 3 ly 4 ly gì đó, thì giờ chúng ta mỏ bằng cân chúng ta không nên đóng mở nhiều. Xả ra 1/8 dòng nha các bạn. Các bạn xem nha, 1/8 dòng nha. Chúng ta về nối bằng cân, tôi cũng vừa nhắc các bạn, vừa nói các bạn nên tránh nắm ở trên đây. Khi chúng ta ở nhà đó, khi chúng ta di chuyển bằng cân á, không nắm ở đây, nắm 2/2, 2/9 nha, không nắm mỏ bằng cân luôn, chỉ 2/9 thôi. Rồi bây giờ xả bây giờ xả nha, 1/4 nha, xin lỗi, 1/8. Ok, xả ra 1/8, chúng ta siết 1/8. Ok, sau đó chúng ta xem những con xa các bạn nha. Rồi xả 1/8 tiếp, 1/8 dòng tiếp, siết vào 1/8 dòng. Các bạn thấy đầu hở chưa? Hở bên đây rồi đó. Qua khoảng đóng lại xíu nha. Cứ từ từ, chậm chậm như thế, chúng ta xả ra 1/8. Siết vào 1/8 thì chúng ta cứ lên thế này các bạn. Đó, các bạn thấy đỡ chưa? Đúng chưa? Như thế cho đến khi chúng ta di chuyển nó về đúng ngay trung. Quá tốt các bạn. Ok, thúc hai mỏ bằng cân vào. Các bạn thấy chưa? Ok chưa? Mình kéo một cách tự nhiên nha, không có thiên vị bên nào đó. Ok, bây giờ để kiểm tra xem cái này có đúng hay không, chúng ta lấy ra, chúng ta xây lại. Chúng ta lấy ra một cách dễ dàng, tại vì cái miếng này miếng thật chặt ông nha. Rồi chúng ta xây về mặt trái, xem như giống như chúng ta lấy bánh trước. Giờ chúng ta khi rút cầm đúng chính xác ra, chúng ta đưa vào cái phục, ta kiểm tra độ hở hai bên nó chính xác hay không. Sau đó chúng ta xây cái bánh về phía bên kia, về thay đổi mặt, chúng ta kiểm tra lại lần thứ hai xem coi nó có bị lệch hay không.
thì cái phương pháp này cũng tương tự thôi nhé. Rồi các bạn xem. Ok. Quá good các bạn. Vậy là chúng ta đã cân cái bàn chỉnh sửa cái bàn rút cân mặt luôn xong rồi đó. Xong. Thì chúng ta không cần khóa, chúng ta đã chỉnh nó qua rồi. Thì xả bên đây bao nhiêu, siết bên đây bao nhiêu thì nó nằm đúng vị trí đó rồi. Chúng ta không có thể siết bóp nó được. Chúng ta siết bóp nó quá cứng á thì khi chúng ta tăng cái độ sai, tăng cái mỏ bằng cân nè, tăng đưa cho đúng theo cái sai niềng á thì nó không đi, nó cứng quá. Còn lỏng quá không được. Các bạn nên nhớ, ở nhà khi các bạn muốn rinh bằng cân đi đâu á, di chuyển đâu, các bạn cứ nắm hai bên này nha, chân hoặc bằng chân, đế chân hoặc hai trụ chính, đừng nên vịn hai trên này, hai thanh này và cái mỏ bằng cân. Thì trước khi tôi hướng dẫn các bạn canh chỉnh, cân chỉnh các bạn rút cân bạc tuôn, thì tôi đã có sơ lược về sơ lược cái phục với cái đầm, để khi ta kiểm tra cái bánh xe rút thế nào rồi cho đúng, ta kiểm tra hai mặt đúng không. Bây giờ tôi lấy cái bánh xe đó tôi đưa lên bàn cân này, các bạn xem thử nha. Thì hiện tại trong shop tôi không có cái bánh 26, tôi lấy bánh 29, bánh mà tôi đã đưa vào cái phục 700 mà các bạn đã thấy đó. Vậy nha. Rồi đây, và lấy cái này ra. Nhỏ quá, chúng ta kéo ra đây. Rồi chúng ta khóa bánh. Rồi bây giờ tôi tăng đưa cho mỏ bằng cân theo size chiều bánh nha, size của niềng. Chúng ta kiểm tra từ từ. Các bạn xem thế nào? Xem như một bên. Chúng ta đã kiểm tra xong mặt A đi. Giờ chúng ta kiểm tra mặt B nha. Chúng ta đã thành công rồi đó. Rồi. Nãy cái đĩa là bên kia, bên phải, bây giờ chúng ta cho cái đĩa là bên trái. Chúng ta khóa bằng cân lại. Ok không các bạn? Để chứng minh được điều đó, tôi sẽ đưa cái camera vào để các bạn xem cho nó dễ hơn nha. Rồi bây giờ tôi quay ngược lại cái bánh xe trở về vị trí cái mặt tra mặt ban đầu lúc mà chúng ta làm đấy. Chúng ta kiểm tra lại mặt kia một lần nữa nha. Bạn thấy ok chưa? Trên 90% các bạn. Xem như bài thực hành canh chỉnh bàn rút cầm bạc tuôn đã xong. Và cảm ơn các bạn đã